Ngày 12 tháng 7 vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra sự kiện Giải pháp chiếu sáng tự động cho công nghiệp và văn phòng. Sự kiện do công ty trách nhiệm hữu hạn Signify Việt Nam tổ chức nhằm chính thức ra mắt hệ thống điều khiển cơ bản Philips EcoSet, mang đến những giải pháp chiếu sáng tiết kiệm năng lượng và nâng cao tính bền vững. Cái giải pháp EcoSet mà chúng tôi giới thiệu thì nó cung cấp cái khả năng cho các cái công sở văn phòng và khu công nghiệp khả năng tiết kiệm điện năng dựa trên cái cảm biến về chuyển động, cảm biến về ánh sáng ban ngày và cái khả năng về bật tắt các cái nhóm đèn, đảm bảo tiết kiệm điện năng trên một cái cơ sở giải pháp nó đơn giản, hiệu quả và chi phí hợp lý. Sự kiện mà Signify tổ chức lần này đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cung cấp các giải pháp chiếu sáng thông minh và tiết kiệm năng lượng tại thị trường Việt Nam, góp phần mang lại một cuộc sống xanh và bền vững.